Cho lên YouTube nó mới bền. Facebook nó đẩy đi ngay. Facebook là nhiều khi nhiều thằng không xem được đâu. Đúng rồi. Cập nhật tiến độ công trình nhá. Trần Ngọc Yến. Đấy. Đấy, bà bảo các cháu nó lên xem là lên kênh Huấn Vina. Chả biết em có quản lý đâu, ông mà khác thôi. Vâng. Hả? Đây xin mời chị bỏ cái nón với cái khẩu trang ra tí, ở đây không có dịch dã gì đâu. Cứ bịch vào à? Thế thì còn nói chuyện gì, ui giời, gõ rất chắc nhé, ngon đấy. Gõ chắc cho Covid nó khỏi vào hả? À. 74 tuổi. Cụ ca với phụ tứ kìa. Cụ ca 65 tuổi. Cụ này. Đây nhiều tuổi thế à? Chỗ thì 65, chỗ thì 74, chả hiểu ra làm sao. À, thật 60 tuổi đã phải ở nhà đúng không? Vâng. Đây là tụ tập có 19 người thôi, không 20. À. Không, mình đây là làm ăn không phải tụ tập. Tụ tập là chỉ có uống rượu bia mới gọi là tụ tập hả? Đúng rồi. Mình đây là đang lại đi làm. Này. Đấy, đẹp thế, lên tường 20. Đẹp, lên tường 20 đẹp. Cột 300 như này, quá khủng luôn. Nhà này cột này thì không cần phải ấy được ấy. Không cần phải xây được ấy. Để bán kính được. Chị bỏ cái nón ra đi, bỏ nón, bỏ khẩu trang ra đi. Ôi giời ơi. Chị bỏ cái nón cho em nhỏ đi. Thật. Thật bỏ nó ra cho nó đẹp. Thật. Phơi ra đi, phơi ra để làm gì. Không có 300 nghìn rồi. Không có 300 thôi à? Có 300. Thế phô cả lỗ à? Phong trưởng thôn đây rồi. Xin anh cho biết tình hình cô COVID-19 đến đâu rồi anh? Anh ở nhà bây giờ, anh không ở nhà đi tuyên truyền dập dịch mà anh cứ đi xây như này à? Ông đánh trai vào gì? Hai nhà này để lại cũng nhiều đấy, nhỉ? Cái này tha hồ hả? Thoáng. Ừ. Có cửa sổ cửa giá. Đây là mình lấy vuông đất ở bên ngoài đúng không anh? Thỏ bên trong. Bên nào xây cái xây, bên nào đổ cái đổ à? Hôm nọ ngồi nhậu với cha. Chào thế. Ông cứ chọn mặt nào đẹp không nào. Mặt ngoài. Hả?